Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với bãi kiển của bạn Nam, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre, để cho bạn Nam giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai giống, mai ghép giống siêu ôm Sài Gòn nè, cúc hồng thanh tú nè, cúc thọ hương, siêu ôm Bình Lợi, hàng già mùa. Nha cô chú anh chị, rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Rồi không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi mình chào bạn Nam nha. Rồi chào bạn ha, chào quý cô chú anh chị gần xa nha. Hôm nay tiếp tục đến với kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai về cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép hoặc là mình nuôi lại mình chơi Tết 2025 nha cô chú anh chị. Rồi. Giờ một cây đầu tiên là mã số 1T là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi cái cũ đã qua tiếp chú luôn. Sáu Bình Dương nha. Thân co lắc ha, bo già nha cô chú anh chị ha. Hàng này ghép già mùa nha. Rồi. Cũ đế nè, thân lắc. Rồi, thông số luôn bạn nha. Rồi. Bình thân là được 21 nguyên một cái bệ đế luôn nè cô chú anh chị. Quá đế đẹp sống ha. Bình thân là được 89. Rồi, cụ đế là 89 ha. Chiều cao là được 86. Rồi. Tấy nghiêng là được 92. Nói ra bình thân chưa ta? Rồi. Rồi, dạ. Cái này mình giao lưu như đây dạ, bạn. Giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá là 1.500.000 bao phí ship nha. Rồi, 1.500.000 bao phí ship ha. Rồi, mã số 1T. Quá rẻ luôn. Đổi cây. Rồi tiếp theo mã số 2T. Rồi tiếp theo mã số 2T. Cũng là một cây cái gì? Rồi cái 2T là cái gì đây bạn? Rồi cái nhị ngọc tròn nha cô chú anh chị. Trời ơi thân lắc quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Một cái bàn xung xe luôn. Thông số luôn bạn ha. Rồi. Bình thân là được 14. Rồi. Cái đế mà sỏm này là được 92. Chiều cao là được 85. Rồi. Tán ngang là được 69. Rồi. Rồi cái nhị ngọc tròn giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 1.500.000 một phí ship luôn. Rồi nhị ngọc tròn già cô chú anh chị ha. Rồi. Rồi cây siêu VIP luôn. Đổi cây luôn bạn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 3T cũng là một cây giảo đa phúc nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này thân co lắc nằm nè cô chú anh chị ha. Giảo đa phúc bông rất là đẹp ha. Mà đây thì bị lỗi nhưng mà khô rồi ha. Rồi, thì bạn Nam sẽ nói chung bán sẽ rẻ rẻ cho cô chú anh chị mình ha. Rồi, quỳnh thân là được 16. Còn nguyên cái bệ luôn nè. Quá trời luôn ha. Rồi. Chiều cao là được 58. Tán ngang là được 58. Rồi, cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá là 600.000 bao phí ship nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha bạn. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 4T cũng là một cây cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này thì có bị lỗi như này nhưng mà em tét keo rồi nha. À, tét keo nó khô cô chú anh chị ha. Và dòng dòng là cái bộ vàng đế nè cô chú anh chị ha. Về mình vô cái chậu dĩa mình nâng cái đế này lên thay ghiền liền cô chú anh chị ha. Cái này thì về cô chú anh chị mình ghép lại giờ. Mình cắt ngang đây ha, cắt ngang đây. Mình đóng bo vô đây giùm em ha, còn không thì mình cắt bỏ luôn đây nha cô chú anh chị ha. Mình lấy cái này cắt đây thôi, mình lấy cái này làm trượt chủ. Ở đây mình đưa ra bay cô chú anh chị ha, mình vô dây mình sửa ra ha. Dạ. Phá thế nó ha cô chú anh chị ha. Cho lên cái dáng bay luôn cho đẹp. Bình thân là được 25. Rồi. Mình tổng đế dưới là được 89. Rồi, cúc thọ hương già mùa. Chiều cao là được 61. Rồi. Tán ngang là 72. Rồi. Thì cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 1.2 triệu thôi nha. Rồi 1.2 triệu ha. Rồi mã số 4T. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo mã số 5T. Cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi. Cô chú 6 Bình Dương nha. Rồi cây này cũng nở vàng ôm luôn cô chú anh chị ơi. Bình thân là được 18. Rồi. Cụ đế là được 35. Rồi. Chiều cao 72. Tán ngang 65. Rồi. Rồi. Cái siêu bông Sài Gòn này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là... Rồi, giá là 750 nha cô chú anh chị. Rồi, 750 mình bao ship luôn ha bạn ha. Đúng rồi. Cây này quá đẹp luôn. Con lại rồi ha cô chú anh chị. Hàng ghép già mùa nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo cây mã số 6T cũng là một cây cúc hoa hồng luôn cô chú anh chị. Rồi. Cúc hoa hồng thanh tú cũng ghép già mùa luôn ha. Bình thân là được 15. Thân như con thú nằm luôn chiều ha. Chiều cao là 67. Bò rất là sung ha, đi độc và phà luôn. Rồi, cây mã số 6T giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 700 nha. Rồi 700 mình bao ship luôn các bạn. Rồi. T. Rồi, cũng là một cây cây cúc hoa hồng hả cô chú anh chị. Rồi, cúc hoa hồng thanh tú ha. Cái này thì già mùa con là hết rồi nha. Rồi, con là rồi nè cô chú anh chị mấy chọc ghép nè. Rồi bằng tại Úc luôn ha. Bình thân là 17. Rồi. Chiều cao là 62. Tán ngang được 58. Rồi. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 700.000 nha. Rồi 700.000 ha. Rồi.
đợi cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 7T, cũng là một cây siêu âm Sài Gòn nha cô chú anh chị. Ờ nguyên cái cũ rồi cô chú anh chị. Cây này cái cũ to mà thân lại lắc nữa nha cô chú anh chị. Nguyên cái cũ như con heo luôn á, đem quay về kia ba thấy cái cũ thấy ghen liền. Bình thân là 17. Này coi cái mặt tiền nè. Đó. Cũ đế là được 37. Quá wow, trời cây cũ luôn ha. Chiều cao là được 65. Dạ, tối ngang 57. Cây này mình giao lưu cô chú anh chị mình giá là cũng là 750 nha. Rồi 750 ha. Rồi. Đợi cây luôn ha. Biết. Rồi cái này 8T nha cô chú anh chị. Cái này mã số 8T nha cô chú anh chị, em bị nhầm nha. Rồi 8T chứ không phải 7T ha. Rồi. Rồi 7T là cúc hoa hồng, còn 8T là siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 9T cũng là một cái siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị. Rồi, cái này thân co lắc cổ đế có luôn cô chú anh chị ha. Cái này đôm tàn là rồi hết ha. Bình thân là được 19. Rồi. Cũ là được 35. Đôm tàn rồi nè cô chú anh chị ha. Chiều cao 70. Bo dạ. Tán ngang 49. Rồi. Rồi cái siêu bông Sài Gòn giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 800 nha. Rồi 800 ngàn ha. Rồi. Đổi cây luôn các bạn. Rồi tiếp theo cây mã số 10T. Cũng là một cây giảo đa phúc nha cô chú anh chị. Rồi, cây này có trái trên cây luôn cô chú anh chị ha. Trái đen này nè. Về mình muốn trồng lại mình ương thì mình trồng ha. Bình thân là 21. Rồi cụ nở vàng ôm luôn. Chiều cao 74. Ghép 3 bo lớn. Tán ngang 66. Rồi. Rồi cây giảo đa phúc này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 500 ngàn bao phí ship luôn. Rồi. Cây mã số 10T cũng là một cây cuối clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip á. Và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ nha. Số điện thoại Zalo của em là 0866 59094. Cũng là số Zalo của em luôn ạ. Em xin chào. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình những clip tiếp theo ạ.